Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 4 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 162 đề bài như sau. Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào không phù hợp với định luật Zeller? A là P tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T, B là P tỷ lệ thuận với T, C P trên T bằng hằng số, D P1 trên T1 bằng P2 trên T2. Để trả lời câu hỏi này, các em có thể xem lại định luật Zeller trang 161. Đây ta có như sau. Biểu thức của định luật Zeller ở đây chính là P trên T bằng hằng số. Và các em chú ý cái T này là nhiệt độ tuyệt đối, ta ký hiệu là T lớn. Đối với dạng ở hai trạng thái là trạng thái 1 và trạng thái 2 thì ta viết là P1 trên T1 bằng P2 trên T2. Và ở đây cũng có là P trên T bằng hằng số, cũng có thể viết ở dạng là P tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T. Từ đấy các em mở lại các đáp án. Các em sẽ thấy được rằng đáp án không phù hợp với định luật Zeller chính là đáp án B. P tỷ lệ với T. T viết ở dạng T nhỏ này là nhiệt độ thường, tức là ở độ C. Còn T chúng ta, T ở trong công thức định luật Zeller sẽ phải là nhiệt độ tuyệt đối T lớn. Tóm lại bài này, các em hãy, chúng ta sẽ chọn đáp án B. Ta chọn đáp án B. Chọn đáp án B. Vì trong công thức, trong biểu thức của định luật Zeller, không có đại lượng T nhỏ. Như vậy đến đây ta đã trả lời xong bài 4.